Sáng nay, công ty trách nhiệm hạng hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đà Nẵng tổ chức chương trình tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 200 suất quà Tết gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Đây là số tiền từ quỹ phúc lợi của công ty, qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần hỗ trợ những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm, đủ đầy. Được biết, trong năm 2020, công ty trách nhiệm hạng một thành viên sổ số kiến thiết Đà Nẵng đã tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện xã hội và hỗ trợ người bán vé số lẻ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.